Hello, xin chào mọi người. Hôm nay là gia đình của mình đi chơi ở trên núi mọi người. Tại vì mùa này là mùa thu, lá cây nó đổi màu, nó rất là đẹp luôn. Cho nên là gia đình của mình muốn đi khám phá ở trên núi. Núi này là tên là Grandfather Mountain nha mọi người. Đây mọi người, đây là trong website này, mọi người quay cho mọi người xem này. Đây là trong website mà núi mà gia đình của mình chuẩn bị sắp đi á mọi người. Đây rất là đẹp luôn. Đó, nó có cái có rất là nhiều để mình đi bộ tập thể dục cái này cái kia mọi người. Này nhìn rất là đẹp ghê luôn. Cho nên là cái núi này là hình như là mình cũng có đi một lần rồi chung với người Mỹ mọi người. Lúc đó là mình mới qua thì mình không có nhớ rõ. Tại vì lúc đó người Mỹ chỉ dắt mấy đứa nhỏ đi chơi ở trên núi để khám phá cũng như là đi bộ giống như người Mỹ đó là trong nhà thờ họ dạy cho mấy mấy đứa thanh niên giống như đọc Kinh Thánh mà người cho nên là họ dắt tụi mình đi chơi ở trên núi đó nhưng mà núi này là mình không có nhớ rõ tại vì lúc mới qua thì không biết cái này cái kia cho nên là hôm nay mình muốn ông xã mình chở mình qua bên đó đi chơi tiếp ở đó tại vì với lại bên đó lúc trước là người ta chưa có xây mấy cái cầu cái này cái kia chưa có chỗ đẹp còn bây giờ thì đẹp rồi mọi người tại vì hơn hơn mười mấy năm rồi không có đi cho nên hôm nay mình muốn đi chỗ đó quay video cho mọi người xem cũng như khám phá luôn và mọi người cùng gia đình của mình cùng đi trên núi nha mọi người trước khi đi ở trên núi gia đình của mình phải ghé ở chợ mua đồ ăn trước đã tại vì giờ là cũng cần cần 10 giờ đây 10 giờ chiều rồi mọi người cần chiều rồi 10 giờ sáng rồi mọi người đó, cho nên cũng buổi sáng cũng cũng chưa ăn chưa cái gì á cho nên hơi đói cho nên là thôi đi mua đồ ăn trước trước khi leo núi nha mọi người đó, đi thôi mọi người ơi. Hồi nãy hai vợ chồng thấy hai con nai chết ở người ta xong mới mọi người xong người ta giúp ở ngoài đường á hai con luôn không biết hư hay là chưa nữa. In 900 feet. Use either lane to keep right to US 321 North, North Chester Street. Này mọi người kiếm cây xăng có Starbucks á không có được mọi người nên là xe hai vợ chồng sắp hết xăng rồi cho nên kế đại cây xăng này nha mọi người. Salad. My friend says cần chúa bé nhỏ. Baby. Mommy, not yet. Have to wait for daddy, mày. Con mình biểu mở mở cửa xe. Mình nói đợi đã, để ông xã đi nhà vệ sinh đã. Cái này là thùng rác. Mở be careful car. No. Biểu mặc áo khác không chịu mọi người thích mặc đầm á mọi người cho nên ha thôi với lại nó tự chọn á cho nên mặc đại cái này luôn đi núi mà mặc cái này đúng là cha khùng con cũng bị khùng theo. Alright baby, have my hand ma.
Yeah. Salad. What you gotta do, huh? You gotta be good. Yeah, yeah. Sao hơi mờ quá vậy ta? À, mọi người ơi, gia đình của mình đã tới ở trên núi Father Mountain rồi mọi người, nhưng mà vợ chồng mình không có mua vé vô ở trong đó mọi người. Tới đây rồi người ta nói là cần phải mua vé ở trên mạng, xong người ta mới cho mình vô ở trên núi cao kia nha mọi người. Cho nên là tới đây rồi ông xã mình mới mua được vé ở trên mạng, nhưng mà phải đợi tầm 1 tiếng rưỡi người ta mới mới có vé người ta cho mình vô trong đó nha. Do là nhiều người mua trước đó rồi người ta tới trước đó, còn mình mua sao nên mình phải đợi chỗ này cũng là nơi người ta đợi, cũng như là nơi người ta đi dạo xung quanh đấy mọi người. Cho nên là giờ phải chịu thôi mọi người, tại vì nếu đi về thì chắc uổng con mình tới đây rồi 2 tiếng mới lái xe, cũng như là không có video để quay cho mọi người xem nữa, cho nên phải chịu đợi tầm 1 tiếng rưỡi, xong rồi tới giờ mình vào rồi mình mới đi chỗ đó, mình sẽ quay trực tiếp cho mọi người xem nha. Giờ gia đình của mình đi dạo xung quanh đây thôi, xung quanh đây thì không có cái gì để quay hết mọi người, bình thường thôi nè. Chỗ này không có kế, bên này mới có kế nè. Chắc mấy người này cũng đợi á mọi người. Để ông xã mình quay xung quanh cho mọi người xem chỗ này trước nha. Khi nào tới giờ mình vô trong đó thì sẽ quay cảnh đẹp cho mọi người xem. Look, Lala, look. I want to shoot something with the rod. That's not good. Mommy, he's here. What? He's here. Why you doing your job? Daddy, he's here. Why you take off your hair? Đây mọi người, gia đình của mình vô được trong này rồi nha mọi người. Rất là xứng đáng luôn mọi người, tại vì cảnh rất là đẹp luôn mọi người. Nè, xem nè, để nhờ ông xã mình quay cho mọi người xem kỹ nha mọi người, cực kỳ đẹp luôn. Đấy, có thể nhìn khắp nơi luôn mọi người. Thích lắm mọi người. Chỗ này chưa có tới đỉnh núi cao nha mọi người. Chỗ này là do là thấy ở chỗ này rất là đẹp á mọi người. Ai ai cũng ngừng xe chỗ này để ngắm cảnh cũng như là chụp hình luôn mọi người. Đây, rất là đẹp, thích lắm mọi người ơi. Chỗ này là
vô được, không không có tính xe nha mọi người, tính theo người mọi người. Một người là người lớn là 20 đồng, người nhỏ thì 10 đồng nha mọi người. Người lớn thì chắc tầm cần 500 hả, 400 mấy hay vậy đó. Còn mấy đứa nhỏ thì 10 đồng là tầm 200 250 đi, tính 250 đi đó. Nhưng mà bên này thì 20 theo mình nghĩ cũng không có mắc mọi người, cho nên cũng xứng đáng ngắm được cảnh đẹp như thế này nha mọi người. Đẹp lắm mọi người ơi. Hey. Lúc trước mình có tới đây nhưng mà cái người Mỹ họ có căn nhà ở đây cho nên mình không có mua vé trong này. Chắc mình cũng nghĩ là xung quanh đây thôi chứ chưa có tới núi này nha mọi người. Chỉ tới xung quanh núi hay xung quanh đây thôi chứ không có vô được chỗ này. Rất là đẹp luôn. Daddy. Look, mommy. Oh, wow. Stop right here. Oh, my God. Not the picture. Not the picture. Đây mọi người. Hồi nãy ngừng ở dưới kia, giờ cái này là cái thứ hai, ngừng cái thứ hai nha. Tại vì thấy cảnh chỗ này rất là đẹp luôn mọi người, cho nên là ngừng xe chỗ này để quay tiếp cho mọi người xem, ngắm thêm cảnh chỗ này rất là đẹp luôn mọi người. Nhìn xung quanh đây toàn là núi không mọi người, rất là mê. Cái này giống như cảm giác lần đầu tiên mình từ khi từ Việt Nam qua đây. Đây là lần đầu tiên mình cảm giác rất là thích cái núi này nha mọi người. Nhìn rất rất là đẹp luôn. Đấy, có thể nhìn rõ luôn mọi người. Nhìn rõ được các loại núi chỗ khác á mọi người. Xung quanh đây toàn là núi hết mọi người. Chỗ này rất rất là đẹp luôn mọi người. Mình qua đây được 15 năm rồi. Cái này là lần đầu tiên mình cảm giác mình rất là sung sướng trong người. Rất là hào hứng vui vẻ lắm mọi người. Nhìn rất là... gọi là cái gì ta? Đậm vào mắt của mình luôn mọi người. Rất là mê luôn mọi người. Không biết diễn tả như thế nào luôn mọi người. Đấy, cho nên là nhờ ông xã quay kỹ cho mọi người xem xung quanh đây nha mọi người. Đẹp quá mọi người ơi. Ui. Đợi ông xã quay xong rồi, mình sẽ đi tiếp nha mọi người. Chưa có tới đỉnh cao đâu mọi người. Cho nên là chỗ nào mà có cảnh đẹp thì vợ chồng đứng lại để quay cho mọi người xem. Đây, đã quay xong rồi. Đây mọi người ơi, giờ ông xã đang lái xe. Mình sẽ quay xuống cho mọi người xem. Đây. Giờ đang lên dốc lắm mọi người. Oh my god. Đường như thế này không biết chạy nhanh được mọi người. Hơi nguy hiểm lắm. Sợ lắm mọi người. Không biết chỗ này người ta có bán đồ ăn không đâu. Mình cảm thấy đói rồi, mọi người đói bụng rồi. Cái này là chất nhà vệ sinh đó. I think you have animals over there. Where animal?
Because me and Ozzy picked the map and... Uh-huh, yeah. Chỗ này có động vật, có nuôi động vật nữa đó mọi người. Later we go back here. Later we go back here because... Đây, đang lên dốc này mọi người. Không biết xe của mình lên nổi hay không. Đẹp lắm luôn. People try. Silence. Stop it. Stop it. Núi này rất là cao luôn mọi người. Cao tầm 1.800 mét luôn á mọi người. Phải đợi người ta xuống mới có chỗ đậu xe mà. Cho nên đợi nãy giờ rất là lâu luôn. Do là người ta ở trên, người ta muốn chơi, người ta muốn ngắm cảnh nhiều hơn. Cho nên người ta chưa muốn về. Đây là xe đằng sau của gia đình mình nè. Quá trời người luôn. Quá trời xe luôn. Này, cây chỗ này rụng hết lá rồi nè mọi người. Nhanh quá. Còn lại cây không mà. Nhìn giống như cây chết rồi. Cây gì? Cây khô mọi người. Giống như cây khô. Nhưng mà năm sau thì nó mà tháng 1, tháng 2 á, lá hoa nó tự mốc lại á. Come on, come on, come on. That's what I'm talking about. That's what I'm talking about. Let me help. Let me help. Xung quanh đây toàn là núi hết mọi người. Mommy, he's here. Ừ. Mama.
Đây mọi người, đây là chỗ người ta đậu xe nè mọi người. À, đây là lên được đính cao rồi đó mọi người. Rồi, giờ kiếm chỗ đậu xe xong rồi mình đi dạo nha. Đây là năng ai nè. Tôi walk. Point four miles. Are you on fire yet? Fine. Tôi đừng được anh em nữa thôi mà. Để gặp này nó không ngọn lắm mà này, để right. Để gặp này nó không ngọn này nè, tệ nè. Tệ gặp này nó không ngọn nè. Quê. Ờ, về đi. Này mọi người đẹp lắm mọi người ơi. What are we doing here? Giờ mình đi dạo nha mọi người. Đáng lẽ là phải đi túc ở trên cao ở bên kia mọi người. Đây người ta đang đi nè mọi người. Do là nhiều xe lắm mọi người cho nên là không có đợi, không có nổi được. Thà đi bộ nó thoải mái hơn á, cũng cần á mọi người, cũng cần thôi. À, thôi mình đi thôi mọi người ơi. Đây mọi người. Thôi, ăn gì? Đẹp lắm. Thôi, ăn gì? Giờ mình đang quay bằng điện thoại nhé. Tí nữa ông xã quay bằng máy quay phim này nhé. Tại vì lúc nãy là ông xã đang lái xe không có quay được. Mình thì lại không có thích quay bằng cái máy này. Lúc mình lái xe hay là đường không có đẹp cái gì đó, nó hay nhúc nhích đó mọi người. Không có rõ cho nên mình không có thích. Nên mình quay bằng điện thoại nó tiện hơn. Cho nên có lúc là quay bằng cái này mình nói chuyện nó khác, còn quay bằng phone nói chuyện nó khác nha. Tiếng giọng của mình nó lạ mọi người. Đây, mình đi đường này nha. Four miles to the top cũng cần. Đây, người ta đi mệt rồi nè, người ta ngồi đây chơi nè. Nhiều ơi nè, đang hạ phạt cho bạn lắm nè. Đi chút xíu thôi, biểu ông xã cộng rồi. Nè, đường đi nè mọi người. Hôm nay hai mẹ con mình mặc đồ truyền thống á mọi người. Hai đứa kia muốn mặc nhưng mà do là mình không có đi lấy đồ của mình chỗ nhà em dâu á mọi người. Do là lúc trước em dâu của mình về Việt Nam, mình có nhờ em dâu của mình đem qua. Mình cũng có bán đồ tinh thấm á mọi người. Nè, đây là mình lấy ra mình dành cho con mình mặc luôn, chứ mình không phải là đồ con gái mình mặc rồi mình bán lại, không có nha mọi người. Đồ nào mà mình mặc thì mình lấy ra chứ mình không có bán chung nha. Ai muốn mua thì đừng có lo nha. Hay con cái mình mặc mấy lần, còn 2 năm, 1 năm hay vậy đó. Này, cô gái xe lai này.
Yep, I'm not one there. Huh? Yep. 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 Ở trên cao này lá lá cây nó rụng hết rồi mọi người. Hồi nãy cột tóc cho con gái của mình rồi, giờ tháo ra. Có nhiều người nói sao không cột tóc cho mấy đứa nhỏ. Thật ra mình cũng có cột cho rồi mọi người. Chưa được 2-3 phút là từ nhỏ tự tháo ra. Không có thích cột tóc lắm mọi người. Đó, con người Mỹ cũng vậy này. À. Mình không biết lý do gì mọi người. Chắc ở do là cột tóc làm họ nhức đầu hay gì đó. Đau đầu hay gì đó không biết. Thường đứa lớn của mình á, mình có tóc cho nó nói như, nó nói mẹ ơi đau đau lắm như vậy. Này do hồi nãy muốn hai đứa lớn này cũng muốn tháo ra lắm, mình la mình nói là hai mình nói là đừng có tháo ra nha, tháo ra là mẹ đánh luôn, cho nên bây giờ không có tháo ra. Đi hơi mệt rồi nha mọi người, đi chút xíu thôi mệt rồi, tại vì lâu lâu đi một lần á mọi người mệt lắm. Ví dụ giống như ngày xưa mình ở Việt Nam mình đi làm hoài á thì mình quen rồi, ví dụ mình không có đi làm sao có xe đi mọi người, toàn là đi bằng chân không, cho nên là quen, dù xa cần thì không có mỏi bao nhiêu. Còn giờ là một năm hay là 2 năm đi một lần nó mỏi chân kinh khủng luôn. Đi núi mà mang đôi dép này mọi người, bé nhà mình rất là thích mang đôi dép này lắm mọi người, nó nhẹ mọi người. Biểu mang giày không có chịu. Yeah, good job, the lot, good job. Mình hai con đơn rồi. Oh my god. Đây cục đá này siêu to luôn mọi người. Anh vô đi mình đi phố. Đừng đi nè, hơi cực nha mọi người. Nếu biết thế này thì biểu ông xã lái xe túc ở trên luôn, không cần phải đi bộ. Nhưng mà mình muốn lại tập thể dục á mọi người, đi bộ để tập thể dục á. Đầu hơn đi đi hơi lâu lắm mọi người. Không biết sắp tới chưa ta?
Hồi nãy có người ta có cho bằng đồ á mọi người, tự nhiên ông xã làm mất rồi, giờ không biết sắp tới hay chưa nữa, không biết nữa mọi người, cứ đi thôi, khi nào tới thì tới thôi. I'm sorry. Yeah, baby. Mom, good job, má. Con giỏi quá. Con của mẹ giỏi quá. Đi từ dưới kia luôn á mọi người. Giờ sắp tới rồi. Mà hồi nãy ông xã cộng chục xíu thôi à. Giờ bà tự đi bộ rồi. Thấy thương cơ. Giỏi quá. Con của mẹ giỏi quá. Mình cứ quay tiếp tiếp như thế này nha, để cho mọi người xem nha mọi người. Nếu video dài quá thì mình biểu ông xã làm hai phần luôn. Làm dài quá sợ mọi người không có xem hết á. Cho nên làm phần 1, phần 2 luôn nha. Nếu mọi người yêu thích thì mọi người cứ theo dõi nha. Để mình có, nếu mọi người muốn khám phá ở trên núi hay gì đó, mọi người cứ xem hết video này nha. Để mình có động lực để năm sau hay là vài tháng nữa mình sẽ tới quay tiếp, quay núi chỗ khác nữa. Quay núi nào mà nổi tiếng ở Cần Cho Lạnh, 2-3 tiếng lái xe á, thì mình sẽ đi quay tiếp. Good job. Good job, baby. Oh no, go this way, go this way. Go this way, yeah. Hold daddy hand. Con chó dễ thương quá này mọi người ơi. Đây là đường đi nè, mấy đứa nhỏ đang đợi ở bên kia nè. Hai đứa lớn của mình đang đợi ở bên kia. Cái này mà đi xuống, ví dụ là giống như người ta để cái nệm hay cái gì á, mình có thể lăn xuống tới ở dưới luôn á mọi người. Wow, tự hào về con mình quá. Mình đi nãy giờ cũng thở quá trời luôn. Mà con của mình là không có thở chút nào. À, ông xã thấy tội quá nên cầm cho nó lẹ. Như lại chỗ này hơi khó đi á. Mọi người coi nè, coi đường đi nè. Này, cái này là đường nè. Đừng cái gì. Ừ, why you go that way? You have to go this way. Ừ. Này, đứa lớn của mình. Take your jacket, it's too hot. Yeah, your phone. I need a pee. Ừ, now go up there, come on, that bathroom. Nè. Ok. Này, Yuri, hạ nhãn. Coi, đứa lớn. Sợ đứa này, sợ độ cao lắm mọi người. Đứa này hay sợ độ cao lắm. Trời ơi. Đứa này á, lúc 2-3 tuổi à, đi đâu là không chịu đi luôn mọi người. Đi đâu phải cộng mới được nha. À, là.
This is hilarious. Come on. Come here. This is so fun. You look so little. I could have went all the way up there. Hồi nãy anh Trang này vô trong cái lỗ, chứ lỗ này nè mọi người. Bây giờ hai vợ chồng vô tiếp nè. Đây, hồi nãy nếu mà không có đậu xe ở dưới kia, không có đi bộ, mình phải đậu ở chỗ này. Chỗ này phải ra, phải đợi người ta ra xong mình xong rồi mới có chỗ đậu xe cho mình nhé. Chỗ này người ta chỉ cho đậu xe là 2 tiếng tới 3 tiếng thôi. Đẹp quá mọi người ơi. Để quay cho mọi người xem xíu nha. Đây mọi người. Quay xung quanh cho mọi người xem. Wow. Đây mọi người ơi, nhìn xuống nè. Ở dưới này có nước nè. Xung quanh này toàn là núi nè. Ôi đẹp quá mọi người ơi. Wow. Đẹp lắm luôn á mọi người. Wow. Đây mọi người, giờ mình lên ở trên đó nha mọi người. Ở trên đó nó có cái gì ta, cái gọi là cái gì ta, cái mà thôi không biết nói tiếng Việt. Thôi đi qua đi cho mọi người xem luôn đi. Nói không đúng là mất công người ta chửi. Đi lên nè. Wow mọi người ơi, đẹp lắm luôn á. Đẹp không có chỗ chê luôn á mọi người. Sao đẹp dữ vậy trời. Chỗ này cũng có đường đi nè. Không biết chỗ này đường đi là đi đâu nữa. Không biết. Không biết ông xã của mình đâu rồi ta. Mr. Are you trying to break something? Không biết ông xã và mấy đứa nhỏ đâu rồi ta. Lên chưa? It's not the slidey kind. It is. À, chỗ này có nhà vệ sinh nha. Cái núi này là lúc mình ở dưới mình quay lên á, cái đỉnh cao nhất á, là chỗ này á mọi người. Ở trên này nó rất là đẹp luôn. Đây. Chỗ này mà người ta trồng thêm hoa nữa là cực kỳ đẹp luôn. Cái này là xi me hả? Xi me hả? Mình có thể khi mình muốn xem ở xa có thể gần hơn á, rõ hơn á thì mình dùng cái này. Không biết mấy đứa nhỏ đâu rồi ta. Ông xã của mình đâu rồi ta. Đây mọi người có thấy không? Ở bên kia là nhà mọi người. Không biết nữa nha. Kích sạn hay là nhà, hay là công ty nữa. Chắn chắn gì nè. Nhìn xuống mọi người.
Hồi nãy mình định nói là ở trên có cái này nè mọi người. Mình không biết tiếng Việt gọi là cái gì á mọi người. Mọi người nhớ chỉ cho mình nha. Mình đi qua bên kia để mình ngắm cảnh đằng sau kia nha. Và đẹp lắm luôn á. Không biết ông xã và mấy đứa nhỏ ở đâu rồi ta. Hai vợ chồng đậu xe ở dưới kia mọi người. Hồi nãy đi từ dưới này nè. Hả? Đang đi kiếm ông xã và mấy đứa nhỏ. Kiếm nãy giờ không có thấy mọi người. Nắng lắm mọi người. Mắt của mình trời nắng như thế này mở không có nổi, nó đau lắm, đau mắt lắm. Đẹp quá. Đây, nhìn xuống nè mọi người. Nhìn xuống nè, cực kỳ sợ luôn. Nhìn xuống sợ lắm mọi người. Không biết con của mình đi trước hay chưa, hay là sợ leo. Thường là con của mình thấy đường đi như thế này mấy đứa nhỏ hay sợ lắm á. À, có người sợ nên đi đi từng bước thôi mọi người. Úp trời. Chỗ này rất là mát luôn mọi người, hồi nãy nóng kinh khủng luôn á. Tại vì mình mặc áo tinh thỏng á, rất là nóng luôn. Giờ lên á, lên được trên này rất là mát luôn. Người ta tới nhiều lắm luôn á mà. Đẹp quá mọi người ơi. Nào mọi người xem nè, ông xã và mấy đứa nhỏ nè đằng sau mình thôi mọi người. Mình tưởng là ông xã và mấy đứa nhỏ tới trước mình rồi chứ ai ngờ là mấy ông xã và mấy đứa nhỏ chắc là đang đợi mình ở bên kia hay sao mọi người. Hello.
Con cái của mình có sợ không mọi người? Đợi ông xã và mấy đứa nhỏ tới đây xong rồi mình mới đi qua bên đó nha mọi người. Ở túc trên cao người ta đang đứng, cái này là cao nhất nè. Sai. À, mọi người ơi, mấy đứa nhỏ không có đi được đường nè mọi người. Mấy đứa nhỏ sợ cho nên là hai vợ chồng mình qua bên đó. Còn mấy đứa nhỏ đang ngồi đợi ở đây nha mọi người. Hôm nay mình mang đôi giày hơi dài chút xíu mọi người. Chứ không có dài lắm nè mọi người. Mọi người nhìn như thế này quá là dài nhưng mà nó ngắn thôi. Do là mình không muốn đi bằng đôi giày, đi bằng chân không thôi. So I died. Oh my God! I don't even know what you want me to do. Okay, lên chỗ đó để nhìn rõ hơn ở trên núi này nha. Đây mọi người nhìn ở trên này á, núi rất là nhìn rõ và đẹp lắm luôn á mọi người. Đây, đi thôi. Sorry, đang quay ở dưới nè cho mọi người xem nè, đẹp lắm mọi người. Muốn chụp hình gia đình nhưng mà mấy đứa nhỏ sợ tới đây á mọi người, cho nên không có hình gia đình được. Khi nào xuống dưới kia mới chụp hình gia đình nha. Cỡ đây quay được chỗ này mà ngầm hết núi chỗ khác luôn mọi người, rõ ràng và đẹp lắm luôn á. Biểu ông xã quay đường cho mọi người xem đường mà gia đình của mình tới hồi nãy nha. Mình nghe bọn em quay bọn này. Mẹ tìm mà nha. Tên hắn lại cho tên. Đây, nhờ ông xã quay cho mọi người xem luôn nha. Quay rõ cho mọi người xem trước khi đi về. Yeah, me guys. I should have put it at my desk. Also ist sie noch mit mir, ganz ist sie doch gekommen. Ja. Okay, das ist mir nicht so. Nee, am Punkt. Dabei.
No, my camera, I'm learning how to talk too loud. Mọi người ơi, hồi nãy ông xã đã quay cho mọi người ngắm núi xong rồi mọi người, giờ mình quay lại ở bên kia nhé mọi người. Tại vì mấy đứa nhỏ đang đợi ở bên kia mọi người, tại vì mình và ông xã qua ngồi chơi chỗ này lâu quá, sợ mấy đứa nhỏ, sợ nhất là con út của mình á, sợ nó chạy tùm lum la, sợ đứa lớn không có kéo được á. Giờ mình quay lại chỗ đó nha, mình sẽ quay tiếp ở bên kia nữa nha. Ê mọi người, quay lại ở chỗ cũ rồi nha, sắp đi về rồi mọi người ơi. I don't like the moving. Watch down. Chop it on top, Ben. $1 million. One mile. 5,000. 5,282 feet. Cái này, dạng này phải không? Tức này là 18 mét hả? 1,800 mét. Đấy, tất cả đó.
Big shark, Katrika. Big shark, Katrika. Big shark, Katrika. Go down there. Elevator? Elevator? You go there. Where? For where? Not your bar? Not your bar? I think you're in here. Down here. Go down here. No, you don't want to go down here? You want to go over there? Was mostly around our stadium desk. That's the first one stadium that we just did all the stuff. Nên mọi người hồi nãy là mình lên thang thang mình lên lên cái gì ta? Lên gì? Tự nhiên quay video quên mất nó cái tên rồi. Gì ta không nhớ nữa. Rồi thôi gia đình của mình xuống thang máy nha. Baby, go away. Go ahead. Mọi người ơi, gia đình của mình qua lại đường cũ để đi về nhé mọi người. I was taking a picture of the breach. She's scared of heights. This is mọi người ơi, chắc đi về, tại vì đường cũ rồi mình đã quay rồi cho nên là không có cần quay nữa nha. Khi nào tới chỗ xe mình quay tiếp nha. Mọi người ơi, gia đình của mình từ trên trên đỉnh cao xuống ở dưới rồi nha. Giờ xe hai vợ chồng đang đậu ở này. Giờ chắc mình xin dừng clip tại đây luôn mọi người. Tại vì đi cũng mệt lắm mọi người. Đi bộ đường cứ đường nó nhiều cục đá lắm mọi người. Với lại mình vừa con cái của mình hồi nãy cũng có bắt con ếch một lần nha. Bị té mọi người, bị té một lần. Do là vừa con cái và đeo đôi giày hơi dài xíu cho nên bị té mọi người, bị chợt chân á. Cho nên hơi đau xíu. Giờ chắc mình xin dừng clip tại đây. Nếu mọi người yêu thích video của mình, nhớ xin cho mình một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hẹn mọi người video tiếp theo. Bye mọi người. Bye bye. Bye.